Xin chào tất cả các bạn đến với kênh 4 bánh auto. Và hôm nay em sẽ tiếp tục làm một clip về một chiếc xe 7 chỗ mới về salon Mạnh Ô Tô. Đó là chiếc Everest 2008 bản máy dầu một cầu biển 37S1905. Có xe này em đã làm một video tổng hợp và em đã có trích qua một chút về con xe này. Thì hôm nay em sẽ làm riêng một clip về con xe 2008 biển 37 này. Thì em có xe này cũng vừa mới dọn được mấy hôm thôi. Về các bác chỉ việc đi thôi, máy móc còn bệnh nguyên bản, xe sơn si còn nhiều sơn zin. Đây là phần gầm của nó này. Đây phần gầm bệ hơi tối một chút, các bác thông cảm nhé. Vì rất nhiều xe này nó ở trong cùng nên không thể đánh được ra ngoài sáng một chút. Mong nhớ có thể nhìn rất là rõ phần gầm này, không hề mối mọt một chút nào cả. Bốn lốp còn khá là mới. Đây bản máy dầu nên nó rất là tiết kiệm và gầm cao, đi rất là thoáng, phù hợp với các bác nào mà thích vật liệu, chở vật liệu hoặc địa hình hơi khó đi một chút thì có thể lấy con xe này, rất là hợp lý. Đây là phần gầm này, biển này, mặt ga lăng này, pho này, đèn rất là sáng, bốn đèn. Phần đèn này, con xe này tổng thành em đánh giá rất là chuẩn chỉ và xe rất là đẹp. Và các bác nào có nhu cầu thì có thể lấy về đi rất là yên tâm, và khoang dưới 7 chỗ để gập lên và đi rất là rộng rãi, rất là phù hợp với các bác nào mà thích gầm cao 7 chỗ. Giá tiền của nó là 343 triệu bao rút hồ sơ, em nhắc lại là 343 triệu. Các bác hãy xem video và nghe em báo giá. Một số bác thì không xem video, chỉ lướt qua và họ bình luận hỏi là không báo giá, thì các bác có thể xem kỹ lại giúp em. 343 triệu nhắc là 3 lần rồi. Thì các bác có thể sở hữu một chiếc 7 chỗ 2008 phong cũ. Con này nếu so với 2009 nó vẫn là phong cũ các bác nhé. Hiện tại salon có hai con 37. Một con là gốc Hà Nội biển 37A. Con này là biển 37S một chủ. Đây là tổng thành xe. Form của nó đây. Con đằng sau là con 20. Đây con này cũng là 2008 đây. Con này là 37A. Hai con cùng form. Còn con này là con 2009 form mới, cùng form với con 211 kia. Hai con form đi hệt nhau. Everest hiện tại đang có 4 con, một con số tự động 2008, một phấn hồng nữa. Bác nào có nhu cầu mà 2008 máy điện, một phấn hồng thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác. Đây là hai con 2009 và 2011 form mới, con này là 2008 cùng form với lại gốc Hà Nội cùng form con 37S kia. Đó, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Và sau đây em sẽ đi vào phần nội thất. Nội thất của con Ford đây. Thất ghế màu xám, nguyên bản, chưa độ màn hình, chưa có gì cả. Tab ly cánh cửa đây, rất là mới luôn, hoàn toàn không bị thay thế gì cả. Là nguyên bản của xe như nào thì em như thế, còn em chỉ dọn máy móc thôi. Máy móc và nội thất thì rửa lại cho nó mới thôi. Đó. Đây là máy dầu. Chỗ này 13 vạn 2008, 13 vạn 7. Đó này đi leo đồi núi rất là thích luôn. Đây là mặt đài và mặt tắp lô. Đây là mặt tắp lô đây, xe rất là mới, 2008. Máy dầu tất nhiên nó sẽ ồn hơn máy xăng rồi, điều chắc chắn rồi. Em sẽ đi vào phần tiếng, sẽ đi vào phần máy. Tắp lô cánh cửa này. Sẽ đi vào phần nội thất xong em sẽ đi vào phần máy. Thật cái xe rất là đẹp, máy dầu. Ghế sau đây. Trần này, trần lì ra hai dàn điều hòa.
Ghế sau đã được lật lên rất là rộng rãi, phù hợp với bác nào thích chở đồ, chở có thể chở sơn, chở vật liệu, khá là đồ xây dựng khá là ổn. Máy dầu nó tiết kiệm khoảng 7,5-8 lít dầu thôi, rất là rộng luôn, cái này để rất nhiều đồ. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0978 807 888 hoặc 0971 076 888, sẽ tư vấn chi tiết cho các bác về tất cả các dòng xe đang có tại salon này. Đằng sau thì nó ngược sáng lại hơi tối một chút. Tổng thành xe rất là ok, bảo hành không đâm đụng ngập nước, không gì của taxi, không lỗi. Đấy, đổi trả 7 ngày. Đấy, sau đây em sẽ đi vào phần máy. Và đây là phần máy của chiếc LS 2008 máy dầu. Một chất, một con xe rất là đẹp luôn. Phần máy góc phần bệ đây, máy đẹp, hoàn toàn không đâm đụng ngập nước, keo chỉ nguyên bản. Keo răng giật nữa, nguyên bản không đâm đụng gì cả. Tổng thành xe đây, tại 2008 có 2 con. Thì bác nào có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em. Và trên đây là em giới thiệu một chiếc LS 2008 giá 343 triệu mới về salon. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ cho em. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác, hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.